Nay mình sẽ review cho các bạn dự án Thủ Thiêm Greenhouse. Đây là dự án cùng hưởng ứng chính sách của Chính phủ Việt Nam theo gói kích cầu 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội. Trước khi đi vào chi tiết dự án, các bạn hãy đăng ký kênh và nếu theo dõi dự án thấy hay các bạn hãy cho mình một like và share video này cho nhiều người cùng tham gia dự án có ích này nhé. Thủ Thiêm Greenhouse là dự án căn hộ nằm tại đường Võ Chí Công, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm Group làm chủ đầu tư và Phước Thành là đơn vị tổng thầu xây dựng. Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm chính thức thành lập ngày 18 tháng 4 năm 2003. Địa chỉ công ty 40/1 Trần Não, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Lực là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Thủ Thiêm Group đã phát triển doanh nghiệp với hoài bão lớn nhất đó chính là đem lại mái ấm chất lượng, thỏa mãn mọi người cũng như luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để phát triển công ty lên một tầm cao mới, vị thế mới trên thương trường. Dự án Thủ Thiêm Greenhouse với quy mô 20.875m2 gồm 6 block, cao từ 5 đến 9 tầng, diện tích xây dựng chiếm 12.525m2, diện tích cây xanh 4.175m2, thiết kế từ 1 đến 2 phòng ngủ. Mật độ xây dựng chiếm 60%, loại hình đầu tư nhà ở xã hội, căn hộ, chung cư, shop house, dự kiến bàn giao quý 4 năm 2024, hình thức sở hữu lâu dài, giá bán 25 triệu m2. Vị trí dự án Thủ Thiêm Greenhouse tọa lạc ngay chân cầu Phú Mỹ, mặt tiền đường Nguyễn Chí Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng bán kính 3 km dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố, khu hành chính quận 2 hay trung tâm tài chính Phú Mỹ Hưng thông qua nhiều tuyến giao thông huyết mạch như đại lộ Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Cử nối dài. Vị trí liên kết dự án Thủ Thiêm Greenhouse quận 2, khu công nghệ cao tốc Long Thành Dầu Dây, quận 7, làng đại học mới. Tiện ích dự án Thủ Thiêm Greenhouse được chủ đầu tư thiết kế tỉ mỉ nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống thiết yếu cho cư dân và công nhân có thu nhập trung bình với đầy đủ tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, cửa hàng tiện lợi, công viên cây xanh, thể thao ngoài trời. Thiết kế dự án Thủ Thiêm Greenhouse với nhiều loại diện tích phù hợp nhu cầu và mức sống của từng khách hàng, không gian sống trong nhà thoải mái bố trí hợp lý và thông thoáng, ban công rộng rãi đón nắng, gió trực tiếp vào căn hộ chung cư của mình, với các loại căn hộ đa dạng đáp ứng theo từng nhu cầu của cư dân. Một phòng ngủ, diện tích 41m2, một phòng ngủ cộng 1, diện tích 58m2, hai phòng ngủ, diện tích 68m2. Tiến độ xây dựng tại dự án Thủ Thiêm Greenhouse quận 2 cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 3 năm 2023. Thông tin về gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay doanh nghiệp, người mua nhà ở xã hội được đánh giá là một trong những tín hiệu tích cực nhất sau hội nghị về thị trường bất động sản do Thủ tướng chủ trì. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh miền Bắc cho hay, việc tháo gỡ cho thị trường bất động sản được chính phủ quan tâm khiến doanh nghiệp rất mừng. Sau hội nghị, thị trường đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan dù cho giải pháp được đưa ra trong hội nghị còn cần thời gian để triển khai. Liên quan đến một số gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, ông Quyết đánh giá, thực sự đang rất cần cho thị trường, cho doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà. Tuy nhiên, ông Quyết nhìn nhận, hiện dòng sản phẩm cho người thu nhập trung bình khá, mức 30 đến 50 triệu đồng mỗi mét vuông đang khá hiếm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, còn dòng sản phẩm giá 20 đến 30 triệu đồng mỗi mét vuông ở các thành phố lớn hầu như đã tuyệt chủng. Vậy theo các bạn, dự án Thủ Thiêm Greenhouse với giá bán 25 triệu mét vuông có được sự quan tâm và đón nhận tích cực của mọi người hay không? Các bạn hãy cho ý kiến bình luận và để lại comment bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video